chúng ta đang nói đến những vấn đề trong việc là chăm sóc cũng như là dinh dưỡng làm sao để cho trẻ tăng sức đề kháng. Nhưng mà giả sử như với những trẻ mà đã bị bệnh rồi, đã bị bệnh khi mà thời tiết trở lạnh đúng không ạ? Thì tôi mới thấy chú ý rằng là các bậc phụ huynh sẽ phải cho con uống thuốc. Thường khi mà uống thuốc thì rõ ràng những cái lợi khuẩn trong cơ thể của mình cũng sẽ bị bớt đi đúng không ạ? Vậy thì không biết cái cách như thế nào để tăng những cái lợi khuẩn cho trẻ nhiều nhất? Chúng ta có mấy cách. Cách thứ nhất là phải phòng ngừa cái chuyện là làm các cái vi khuẩn trí ở trong đường ruột, hay chúng ta hay gọi nôm na là lợi khuẩn, nó đừng có bị chết đi nhiều, bằng cách là đúng chỉ định thì mới uống thuốc. Vậy đúng chỉ định thì cách đơn giản là nếu các cháu không may bị bệnh phải đi bác sĩ, và bác sĩ dặn tái khám phải đi tái khám để chúng ta không cố tình hoặc là vô tình điều trị quá mức đi. Điểm thứ hai là chúng ta uống theo đúng hướng dẫn. Cái nào mà bác sĩ hướng dẫn là uống sau khi ăn, chúng ta uống sau khi ăn. Chúng ta tránh cái chuyện là uống thuốc khi cháu bụng rất là đói. Bây giờ điểm thứ hai là làm sao mà lợi khuẩn không may nó bị chết đi, vì là bản thân cái bệnh lý đó làm chết bớt lợi khuẩn, hoặc là vì quá trình điều trị để chống lại nhiễm trùng ta buộc phải chấp nhận cái việc là tiêu diệt bớt lợi khuẩn, thì chúng ta có cách bổ sung. Cách bổ sung hiện nay nhiều nhất và phổ biến nhất và an toàn nhất chính là chúng ta sử dụng các cái thực phẩm nó được lên men chua tự nhiên, ví dụ như là sữa chua dạng uống hoặc là dạng đặc, thì trong này nó có các cái lợi khuẩn tự nhiên. Tuy nhiên chúng ta cũng chú ý là một số các cái rau ua sữa chua được bổ sung thêm lợi khuẩn vào thì nó có một cái hàm lượng cao hơn, thì đây là sự lựa chọn tốt hơn đối với các cháu không may đã bị bệnh phải điều trị bằng kháng sinh. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức bổ ích vừa rồi. Thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với mục tận hưởng cuộc sống thì hãy cùng với chúng tôi điểm lại tất cả những điều mà các bậc phụ huynh nên làm để tăng cường sức đề kháng cho trẻ khi thời tiết trở lạnh. Tiêm chủng cho bé đầy đủ, giữ ấm và chú ý bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé, không cho bé uống nước đá, ăn thực phẩm đông đá. Nên cho bé ăn nhiều trái cây, uống nước trái cây, ăn sữa chua và các thực phẩm nhiều vitamin nhằm tăng cường sức đề kháng. Nên lưu trữ những thực phẩm của bé trong tủ mát để bảo đảm những thực phẩm này được bảo quản an toàn. Nếu sợ bé bị viêm họng, các phụ huynh có thể lấy sữa chua ra khỏi tủ lạnh để ở nhiệt độ phòng một chút cho bớt lạnh rồi mới cho bé ăn. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có được những kiến thức khoa học bổ ích để chăm sóc những thiên thần nhỏ bé của mình. Còn bây giờ, để thay đổi không khí, xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Thái Thanh Hiệp qua ca khúc Hãy Về Bên Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Tiến Tân.